Bà chào các cháu nhá. Sắp tới bà có một cái đang ra một cái kênh bà Tân TV nữa. Đấy. Rất là vui hôm nay đến sớm.
thì các bạn đến nhà bà Tân Vinox thì qua một cái di tích lịch sử chiến thắng Sương Giang. Ồ, đây khu di tích chứ không phải là chùa, thấy không? Đó. Khu này rộng quá. Thôi bà cứ ăn đi. Có gì tự nhiên đi. Cái bà con cùng ăn thôi. Giơ cái tay này xuống ấy. Quảng cáo là sườn. Rồi. Đây. Rồi, okay. Con lấy được cái này không? Có chứ. Con lấy cả cái này mà có giá trị đúng không? Rồi, chúc mừng bà. Nào, chúc mừng bà này. Thôi rồi. Để cháu ăn nhé. Ô, chú ăn đi. Thôi, rồi, rồi, chú... Mày chú phải không? À, chú xin. Chú mượn cái này đi. Ngon lắm. Cú muối xuống. Muối sâu xuống. Ôi, muối xuống. Không phải muối, không phải muối. Mẹ cười nào, mẹ cười nào. Nhiều quá. Cho chú cho em một kiểu. Chú với bà không phải muối thì bà nhiều quá. Thì là mấy cháu cao thì nó mới đẹp. Bật cái bếp điện thoại của bà Tân Vlog nha. Nhà bà Tân Vlog đây. Đây nha các bạn nha, đây là nhà bà Tân Vlog đây nha. Đây cái bếp điện thoại đây. Bếp phải nướng 200 cái lạc sườn đây. Bếp điện thoại. Đây là đồng chí Hưng. Hưng Vlog. Chào các bạn nhá. Mình là Hưng đây. Đấy, hôm nay anh thì đến nhà mình chơi các bạn ạ. Anh đến từ lúc trưa cơ, giờ gần tối rồi. Đấy, các bạn vào đăng ký kênh bà Tân TV nữa nha. 37 nha. Cảnh nha. Cảnh nhà bà Tân Vlog. Thật mà. Làm sao? Ừ, bà thích mà. Trời ơi, hẹn thích rồi. Ừ, trắng ra, chúng ta 5 triệu. Nhìn bà rất là bình dị, đời thường thôi. Nhiều người cứ ở, cứ bảo... Đấy. Đấy. Cái gì đấy? Anh ơi, con trai bà thì phải đẹp tuyệt vời, đẹp trai, lộng lẫy. Nhưng mà thấy có trong kia thấy có Lan rồi đấy. Anh vừa không có đẹp béo không? Không có. Thế đi, bà Thanh. Có đứa nhận là má. Thôi bà ơi, tôi đến chơi với bà là cũng từ sáng rồi. Bây giờ cũng xin phép là... Đây, giới thiệu với em, đây là mẹ anh chị ạ.
Đây cũng gặp cậu này từ sáng rồi. À, cháu về đâu? Về Lạng Sơn. À, cháu ở đây chơi. Thôi cháu về. Cháu chơi Tết. Mai cháu phải phải đi công việc làm. Đây, thôi cháu cảm ơn bà đã tiếp cháu từ sáng rồi nha. Ở đây ăn cơm anh. Thôi, xin phép về bởi vì nhà xa quá. Hương ơi. Nha, cảm ơn gia đình đã đón tiếp nha. Ok. Đây các bạn tìm vào cái kênh của mình có tên là NVDNS Vlog, vào ấn vào tìm kiếm này. Tìm kiếm này nó sẽ ra kênh mình này. Đây, kênh có tên nó như thế này này. Vlog đấy. Rất nhiều cái hay thì các bạn vào xem. Đấy. Rất nhiều. Các bạn vào xem và ủng hộ đăng ký kênh cho mình nhé. Đấy. Mình thì các cái up trên fanpage thì chỉ trích ra một đoạn thôi, còn các bạn phải vào các cái đường link để bên trên ấy, có màu xanh xanh ấy, đường link ấy, xem thêm video nhá. Đấy, đây là kênh mình.